xong nó sủa lên, xong tôi bỏ chạy. Ôi dạ. Ồ, sao bà rung dữ vậy? Tôi đau bụng quá, chắc bị tiêu chảy rồi. Sáng nay canh ăn với con chó cho nên. Thằng nhóc láo toét, đánh nó mạnh vào nó đi. Tính bắt cóc một đứa, giờ thành ba đứa. Sợ gì? Ba đứa thì tiền chuộc cấp ba thôi. Ê, tao vừa thấy bóng công an thì phải. Di chuyển thôi. Mày bị gì vậy? Sao mày đánh tao? Tao cũng không biết nữa, người tao tự cử động. Chuyện gì vậy? Bão to và đột ngột quá, không biết chuyện gì đây nữa. 20 phút rồi, không biết bao giờ mới hết bão đây ta. Làm ly cà phê trong lúc chờ không chị? Ồ, có chứ. Cảm ơn chị. Bão to vậy, không biết khu này có bị cuốn mất không ha? Thôi kệ đi, uống cà phê cái đã. Nước chưa tới chân mà việc gì phải nhảy. Sao chị lại ở đây? Người nhà của chị có ở trỏng không? Có chứ, con gái tôi bị kẹt ở trỏng đó. Hả? Ơi, nhưng mà có gì đâu phải lo. Tôi mua bảo hiểm cho nó rồi, giờ mà nó có chết chúng tôi cũng sẽ được mấy trăm triệu. Bảo tan rồi này. Vừa đúng lúc uống xong ly cà phê. Thôi tôi đi nha. Chào chị. Dạ chào chị. An ơi, An. Trời ơi, cái con nhỏ chết bầm này đâu rồi ta? Ôi trời, nói vậy mà chết thiệt hả con? Ngày thứ bảy sau khi reset toàn thế giới lần hai, thật ngạc nhiên, tôi không cần làm gì mà con An nó cũng chết. Nó tự hại chết nó. Nhưng mà chắc chắn là nó không chết hẳn, vì ở thế giới đầu tiên nó đã sống quá 17 tuổi rồi. Phải có thứ gì đó để cứu được nó. Tôi chỉ cần tìm và phá thứ đó đi là được. Anh lấy miếng ngọc về rồi nè. Chờ chút, em gọi cho mấy người bên nhà xác rồi mình đi. Tôi nguyền rủa cô, lấy cắp bằng tay nào thì cút ngay tay đó. Ai la vậy anh? Có người muốn ăn trộm miếng ngọc đó mà. Chờ đó, em đi lấy cái rìu. Khoan đã. Reset. Anh lấy miếng ngọc về rồi nè. Chờ chút, em gọi cho mấy người bên nhà xác rồi mình đi. Ra ngoài mau, sao tự nhiên lại cháy vậy? Cái gì? Khốn kiếp, quên mất cái miếng ngọc đó đem lại may mắn bất tận. Reset. Phá quỷ nó là được chứ gì. Bể? Sao nó không bể? Về, nè. Gì? Đưa. Ngày thứ 8 sau khi reset lần 2, tôi không thể ăn trộm miếng ngọc chó chết nó được. Chỉ vì vụ trộm ngọc này thôi mà tôi phải reset tới 8 lần. Reset quá nhiều trong thời gian ngắn khiến tôi đau đầu kinh khủng. Trong 8 lần đó, mẹ con An dùng rượu phan tôi 5 lần, người tôi 2 lần, rồi còn lại cũng là mẹ con An, nhưng là dùng dao ném tôi. Ok, dẹp vụ ăn cắp miếng ngọc đó đi. Chỉ cần đừng để miếng ngọc tiếp xúc với xác con An là được chứ gì. Vậy thì tôi sẽ ăn cắp xác con An. Ủa, cô là ai? Sao lại vào đây? Nhân viên trang điểm xác chết. Tôi đến làm thay cho cái anh vừa nghỉ việc đó. À, được rồi. Ủa, con An đâu ta? Đây rồi. Được rồi, cô xin lỗi nha.